Ok, mình nhờ Min các mình hôm nay cùng mình trải nghiệm cái mới tiếp theo nhờ. Ok, đầu tiên là Meet the Master 2. Yeah. Khóa hay đi mở cửa thoát khỏi nơi đây. Wow, internet đuổi theo chúng ta. Chui qua cái ổ này, chui qua cái hố. I need to find help. Wow. Okay, chúng ta game tiếp theo. Evelyn. Thank you.
Ok, chúng ta phải thoát khỏi công trường này. Đầu tiên ta tìm cái chổi. Ta để ở đây. Wow, bà sơ ma cầm cái búa rất là to. Cô chạy thôi. Mình thấy ngôi trường này rất là cũ kỹ. Tiếp theo ta đi tìm một đoạn dây điện để lối. Đây rồi. Cho cánh cửa hoạt động. Bất ngờ bà Sơ Ma đã phát hiện đánh chúng ta. Ok, chúng ta có 3 lần chơi 3 mạng. Ok, lần chơi tiếp theo ta cầm cái chổi này, chui qua cửa lên cái này, chọc vào lóc nhà bắt con gà, lấy hộp này. Đây là hộp đựng chìa khóa các bạn ạ. Chúng ta lên tầng 2. Nè, ui. Ném nó xuống. Giờ tí nữa đi. Vấp quá, vấp quá. Lấy chìa khóa. À, bà Sơn Ma nhanh trí đó. Đố anh bắt được em, đố anh bắt được em. Ok, thoát khỏi đây thôi. Ok, em tiếp theo Granny. Wow, ngày đầu tiên. Ok, let's go. Ok, chúng ta phải thoát ra khỏi đây. Rất bất ngờ bà Sigarani xuất hiện rất bất ngờ. Chả biết chạy đâu rồi. Chà chà chà. Ây da, nhanh thế.
Wow. Game tiếp theo scan 6. Chúng đạn bà béo thì sợ quá. Meet the mess. Gọi lên cây chìa khóa lên cây này, mở cửa đằng sau này. Oh yeah, meet the mess. Khá là bất ngờ. Mở mắt ra. Hình trái tim. Thế là chui qua nhà vệ sinh. Chết chết chết. I got you. Đố em bắt được anh. Yeah.
ta lấy kìa này, mở lại. Ai muốn xem Meet the Mess đầy đủ hãy vào trang của mình nha, có bộ full, có bộ đầy đủ. Ai muốn xem tập đầy đủ thì hãy vào. Trang cá nhân của mình. Mình có đầy đủ Meet the Mess. Cuộc phiêu lưu của Meet the Mess. Ok. Tiếp theo là SEO. Ra đi tìm đủ 20 túi vàng và chúng ta phải thoát ra khỏi đây. Trên đây khá là ít túi vàng. Mình còn thiếu 2 túi nữa. Thank you.
mà cái trấn giữ ở đây là một chuyện đi rất là khôn. Khôn ngoan. Ok, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Ok. Tokakichi. Toka toka. Toka boka. Rất dãi. Rơm. Rơm đun. Bò ăn rơm. Ok, tất cả cái gì? Ok. Ok. Đuổi, đuổi đi, đuổi đi. Ai muốn xem chọn bộ trò chơi này thì có thể vào trang cá nhân của mình nhé.
Mình có đầy đủ nha. Các bạn cứ vào trong. Ok, video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn xem video của mình. Hãy ấn like và đăng ký kênh Min Gaming. Ok, like, subscribe, share, Min Gaming.